Chắc chắn tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, lại tiếp tục về hàng mẫu vang cơ lái số thương hiệu cao cấp của Ashley. Con này có tên model là KT530 Plus, phiên bản mới nhất, mẫu cuối năm 2023 cho anh em luôn. Đấy, Ashley KT530 vang cơ lái số rất nhiều tính năng, ngoài ra tiếng echo vang nhại đánh giá cao của bên hãng cũng như là anh em người dùng đã trải nghiệm rồi và đánh giá rất tốt với dòng sản phẩm này mang lại. Với mẫu vang cơ lái số Ashley này thì sẽ có rất là nhiều tính năng cho anh em sử dụng. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là tính năng delay. Ngoài ra thì sẽ có thêm phần repeat, reverb, echo reverb chỉnh riêng, exciter lường tiếng mic cho anh em. FBX chống hú của Ashley cực kỳ tốt cho anh em nhé, sử dụng một cách hiệu quả và an toàn. Khi bác và anh em sử dụng thì sẽ không có hiện tượng rú rít và hạn chế rất là nhiều cái tiếng rú, tiếng ồn. Đấy, khi anh em hát karaoke mà có những tiếng rú rít thì nhiều khi anh em cảm thấy không được thoải mái, nhưng với Ashley này thì mọi chuyện dường như đơn giản hơn rất là nhiều. Ashley KT530 là mẫu phiên bản mới, phiên bản nâng cấp của dòng sản phẩm Ashley KT530 thông thường, với mặt màn hình điện tử nâng cấp và đổi màu. Đó chính là màu da cam so với phiên bản cũ, đó là màu sáng trắng, và em thấy cái màu này thì nó lại hợp hơn với cái trang thiết bị âm thanh. Đấy, anh em mà để phòng hát gia đình với phiên bản màu đen này cực kỳ là đẹp mắt và rất là sang trọng với Ashley này. Mặt sau thì sẽ bao gồm rất là nhiều cổng cắm cho anh em. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cổng cắm dây ca lông cho các bác và anh em đấu lối xuống cục đẩy. Ngoài ra có đường dây hoa sen anh em có thể lấy tín hiệu để kết nối với âm ni. Mẫu này thì sẽ có dây anten Bluetooth để anh em lấy tín hiệu từ điện thoại, máy tính. Có cái lối cổng quang, có cái lối dây đường dây AV AUX1, AUX2 để anh em lấy tín hiệu từ TV. Mẫu này thì sẽ có thêm một cổng mic nữa là cổng mic 3 để cho các bác và anh em cắm mic không dây. Cắm mic không dây ở mặt sau thì nhìn nó sẽ đẹp hơn cho các bác và anh em nhé. Đấy, và những cái phần điều chỉnh volume này thì nếu anh em nào có cục súp, có cục trầm thì anh em có thể điều chỉnh độ nhạy cũng như là volume âm lượng của cục súp ở mặt sau với em vang KT530 Plus này. Và ngay bây giờ em cùng các bác sẽ đi test luôn chất âm của dòng sản phẩm Ashley KT530 này. Và em đánh giá là mẫu này đang là một trong những mẫu vang cơ lái số mà được các bác và anh em ưa chuộng nhất ở thời điểm năm nay. Thế nên anh em nào đang có ý định mua vang cơ lái số mà đặc biệt là hàng chính hãng của Ashley nữa thì ngay bây giờ liên hệ ngay em Tùng nha các bác nhá. Em sẽ đưa luôn cho các bác và anh em mức giá cực kỳ ưu đãi với dòng sản phẩm Ashley KT530 này, đó là 2.500.000 đồng. Và bên em sẽ miễn phí ship toàn bộ cho các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc. Ngoài ra đi kèm luôn luôn phải có đầy đủ dây jack cho anh em rồi. Ok, anh em nào muốn mua vang cơ lái số liên hệ ngay em Tùng. Và ngay bây giờ em cùng các bác sẽ đi test luôn chất âm của Ashley KT530 nhá. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10. 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy, anh em nghe tiếng chất âm của Ashley chưa? KT530 luôn luôn làm hài lòng tất cả các bác và anh em khó tính nhất, bởi tiếng echo vang nhại của em này rất cao, rất thanh. Và tiếng reverb nữa, các bác nghe qua thì các bác và anh em thấy một cái chất âm reverb cực kỳ hay của Ashley, do sản phẩm cao cấp nhất của hãng Ashley KT530 Plus phiên bản nâng cấp. Và mẫu này thì luôn luôn có tem thương hiệu của Ashley, logo thương hiệu của nhà sản xuất Ashley, có mã QR cho các bác và anh em check hàng. Đây, ở đây thì sẽ là mặt mã QR các bác và anh em check hàng của thương hiệu Ashley này. Ngoài ra thì nhận hàng, nếu anh em nào cào cái mã này ra thì anh em kích hoạt chế độ bảo hành của hãng luôn luôn là 12 tháng rồi. Và ngoài ra thì bên Tùng Audio luôn luôn cho các bác và anh em sử dụng trong vòng 1 tháng hoặc là có lỗi xảy ra trong máy móc thì bên em sẽ đổi mới hoàn toàn với mã Ashley KT530 này. Và em nghĩ là mẫu này thì dùng rất là bền rồi. Em bán mẫu này rất là nhiều từ đầu năm và chưa hề có hiện tượng anh em phàn nàn về cái chất lượng của em Ashley này. Đến 99% anh em nhận hàng đều cảm thấy ưng ý và chưa thấy một cái đơn nào hoàn về do lỗi của nhà sản xuất cả, bởi vì Ashley người ta làm rất tỉ mỉ, rất là chi tiết và rất là hiệu quả cho anh em sử dụng phòng hát gia đình. Với mẫu này anh em đi làm sự kiện cũng rất ổn áp. Ashley KT530 luôn luôn là sự chọn hàng đầu của người tiêu dùng, cũng như bên cửa hàng Tùng Audio đang có giá thành cực kỳ hợp lý cho anh em, 2.500.000 đồng với em Ashley KT530 Plus cho anh em nhé. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Các bác và anh em thấy hay nhớ để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Chúc các bác và anh em nhận hàng cảm thấy ưng ý với mẫu vang cơ lái số rất hay của Ashley KT530 Plus.